Thưa các bạn, hôm nay chúng tôi ngồi tại nhà anh Hậu, Nguyễn Hậu, phố Quan Nhân. Và hôm nay mới là 28 Tết. 28 Tết. Và gia đình đã chuẩn bị rất là đầy đủ rồi. Thì bánh chưng đã gói rồi đúng không ạ? Vâng. Bánh chưng gói rồi, vừa rồi là anh em mình đã nhóm lửa rồi. Anh đun bằng cái gọc tre mà hình như là lấy ở bên nhà quê. Đã bỏ ở quê. Vâng, cái đấy là tôi phải lấy từ Bắc Ninh về đấy. Đấy. Ở gần chùa Dâu. Đấy, gốc tre cổ của thành cái gốc tre mà nó rất là đẹp anh ạ, nhìn vâng. Nó đầu nó có còn như là đầu những con rồng con rắn đẹp vâng. Lắm. Thì là anh có gói hôm nay gói năm nay có gói nhiều bánh không anh? Năm nay là tôi cả chú Duyên hai anh em hai nhà, nhưng mà thực tế mà nói bây giờ là bánh chưng ấy thì các cháu nó cũng không ăn nhiều như ngày xưa. Chỉ còn như cái thời anh em mình thì cái chuyện đấy là rất là hâm mộ không? Thì chúng tôi cũng không gói nhiều. Hai anh em gói được khoảng 25 cái. À. Vâng. Tức là hai gia đình anh em mình luôn. Hai gia đình vâng. Tức là anh là gói hay là cả hai? Cả anh em vừa gói. Thế thì anh khéo tay rồi. Vâng. Tốt quá này. Phải luyện thôi. Báo cáo anh là nhà tôi thì lại không gói. Thì nhà tôi thì cũng là cái như nào, tại vì nhà tôi lại cũng không có trẻ con nữa. Lại gói thì là các cô em lại cứ mang từ quê lên. Vâng. Hay là biếu mỗi người cái thì thôi tự nhiên mình mất Tết. Đấy, anh tôi ạ. Sợ mỗi cái mất Tết thành ra năm nào tôi cũng phải duy trì là gói bánh. Tức là anh gói bánh chưng này, rồi là anh có gói giò với cả làm những cái rồi là chuẩn bị gà bao nhiêu con? Gà thì cũng có. Bây giờ giò thì anh vợ lại tài trợ. Thành ra nói chung là đầy đủ các món của cổ truyền. Nhưng mà anh em mình vâng. Vừa chuyện cho lại vừa. Thế là hôm nay là cái Tết, tức là ta chúc Tết sớm hả anh? Vâng, vâng thôi anh em mình ba anh em mình ở tất niên đi. Ba anh em mình ở tất niên trước vâng. À. Tất niên. Vâng. Tất niên là đúng chứ nhỉ? Vâng. Không phải trước. Với vâng. Cả ba anh em mình chúc sức khỏe và chúc sức khỏe cho cái cháu. Cậu bé này để vâng. Cậu biết là cái bánh chưng nó vâng. Như thế nào. Nấu bánh chưng rồi là đun bánh chưng nó rất là kỳ công và nó cả một câu chuyện dài. Báo cáo anh là hôm qua là tôi đi quay ở cái chỗ cái hội làng mình ấy, à cái chợ 27. Chợ 27 ấy. Thực ra là tất cả những cái cảnh tôi chỉ lấy gọi là điểm vào cho nó có không khí. Thế là tự nhiên có người cắt qua cái hình. Cái này. Anh người ta đang quay. Thôi không sao. Không sao thôi. Xin chúc mừng sức khỏe. Chúc mừng cháu nhá. Cái rượu này là của anh, là rượu gì ạ? Cũng là rượu nếp cái hoa vàng. Anh uống thì anh ơi. Cái này mình uống được là đừng nhiều. Rồi, cảm ơn anh. Bắt tay anh cái cho nó quý hóa giống như người dân tộc. Vâng. Rồi, cảm ơn nhiều. Đợi kia vào đi. Hey. Tết đến đoàn tụ của bên bếp hồng và nụ cười trên xanh.